ở vào nơi trung tâm của trời đất, được cái thế rồng cuộn hổ ngồi, đã đúng ngôi nam bắc đông tây, lại tiện đường nhìn sông dựa núi. Địa thế rộng mà bằng, đất đai cao mà thoáng, dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt, muôn vật cũng phong phú tốt tươi. Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa. Thật là chốn hội tụ trọng yếu của bốn phương đất nước, cũng là nơi bậc nhất của các bậc đế vương muôn đời. Năm 1010, vua Lý Thái Tổ, vị vua đầu tiên của triều Đại Lý, đã quyết định cho rời đô từ Hoa Lư về Đại La và đặt tên kinh đô mới là Thăng Long. Là Lý Thái Tổ là tập trung công sức, dồn toàn bộ cái tâm lực, cái trí lực, cái quyết tâm vào để xây dựng một cái kinh đô đàng hoàng. Mà ông nói rằng là gì? Là cái định kế này đấy là cho muôn đời sau cơ mà. Xây dựng cái kinh đô này là mãi mãi muôn đời cơ mà. Kinh đô Thăng Long nước Đại Việt ngày ấy, bên cạnh hoàng thành là nơi dành cho vua chúa quan lại cư trú, thì cũng đã có tới 61 phường là đơn vị hành chính quản lý các hoạt động dân sinh. Trải qua thăng trầm lịch sử, qua các triều đại Trần, Mạc, Thăng Long xưa cũng có nhiều đổi thay mà hình thành nên 36 phố phường với hình thức quản lý chặt chẽ và quy mô hơn. Người ta thấy được cái vùng này là một cái vùng đầu mối của các cái luồng đường giao thông, cái đầu mối của các cái luồng đường trao đổi hàng hóa. Cái chỗ này cái chỗ dân cư nó phát triển, cái chỗ này cái chỗ kinh tế nó phát triển, thì người ta mới chọn cái chỗ đó làm cái nơi và đóng đô, hoặc là chọn nơi đấy làm cái nơi một cái có thể nói một cái trung tâm. Khu phố cổ Hà Nội có sắc thái đặc trưng của một khu dân cư sản xuất chủ yếu là nghề thủ công truyền thống. Nơi đây diễn ra đồng thời nhiều hoạt động trong đời sống hàng ngày của cư dân đô thị, sinh sống, bán hàng, sản xuất, lễ hội, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí. Sau khi thực dân Pháp đánh chiếm Hà Nội, quy hoạch Hà Nội bắt đầu có sự thay đổi, đặc biệt là khu phố cổ. Đường phố được nắn lại, có hệ thống thoát nước, có hè phố, đường được lát, trải nhựa và có hệ thống chiếu sáng. Nhà cửa hai bên đường phố được xây gạch lợp ngói. Bên cạnh những nhà cổ mái ngói với các gờ đấu, bờ nóc giật tam cấp, xuất hiện các ngôi nhà có mặt tiền được làm theo kiểu cách châu Âu. Nơi đây, căn phòng nhỏ, nhà số 48 phố Hàng Ngang, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, đã viết bản tuyên ngôn độc lập. Mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời bất hủ ấy ở trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Với những cái giá trị đặc trưng của cái truyền thống Thăng Long Hà Nội mà lại được tiếp nối bằng những các cái sự kiện lịch sử, những cái giá trị lịch sử của cái thời kỳ hiện nay, của thời kỳ hiện đại, thì tôi cho rằng nó càng tôn vinh hơn cái giá trị của phố cổ thôi. Và chúng ta giữ cái nhà mà Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tuyên ngôn độc lập không chỉ là đấy là cái di tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà phải là đấy là cái di tích phố cổ, đó, cái nhà cổ đặc trưng
của cái khu vực phố cổ này được Chủ tịch Hồ Chí Minh là sử dụng làm một cái địa điểm để mà viết tuyên ngôn độc lập. Sau khi đất nước giành được độc lập dân tộc, từ năm 1954, chính sách cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, chính sách phát triển sản xuất, chính sách kinh tế của thời bao cấp đã đưa khu phố cổ, nơi buôn bán sầm uất trở thành khu vực đơn thuần để ở. Dân cư trở thành cán bộ, công nhân viên, phục vụ cho xí nghiệp, hợp tác xã, các cơ quan thành phố. Mặt tiền của nhiều nhà cửa được sửa lại thành mặt tiền nhà ở, có cửa đi và cửa sổ. Phố xá yên tĩnh hơn, sự nhộn nhịp phố xá tùy ở từng nơi từng lúc, thường theo giờ ca kíp đi làm vào sáng, trưa, chiều, tối. Sự nhộn nhịp còn ở các khu chợ, các cửa hàng bách hóa, cửa hàng chuyên doanh của nhà nước, của hợp tác xã. Chúng ta cải tạo thương nghiệp xã hội chủ nghĩa thì còn đâu phố cổ, chỉ còn lại mấy cửa hàng lương thực, mấy cửa hàng vải, cửa hàng gì đó, thế sẽ làm sao mà còn được phố cổ. Do đó phố cổ lúc bây giờ chủ yếu là nhà ở là chính, rồi phân phối, thậm chí cái chưa một cái nhà của người ta, nhà ống ấy, là của một gia đình thôi. Nhưng mà họ anh em ruột hay gì đó ở trong một cái nhà ống ấy. Bây giờ phân cho đằng trước thì ông này, đằng sau ông nọ, bao nhiêu là gia đình ở trong một cái nhà như thế. Dân cư khu phố cổ cứ tăng dần lên, lấn chiếm các không gian trống của các sân trong từng nhà, các gác xếp chất đầy trong không gian nhà. Một số đình chùa bị biến thành nơi ở, nơi làm việc. Một số mặt hàng thủ công truyền thống bị mai một, văn hóa lễ hội tâm linh bị lắng xuống. Theo thời gian, mật độ dân cư khu phố cổ trở nên dày đặc, chật chội. Không gian co hẹp và phố cổ Hà Nội cứ như vậy, oằn mình chịu sức ép của hàng chục ngàn người. Ở ngoài nhìn vào thì tôi muốn những kiến trúc nó vẫn như ngày xưa, như trong tranh Bùi Xuân Phái. Thấy có cái đẹp của nó, theo cái kiểu ấy. Những người trong phố cổ sống chật quá thế này, thì tôi chỉ muốn đội nóc nhà tôi lên thay một vài tầng nữa. Không ạ? Đất đây tôi không thể đi được, bởi vì ở đây là để kiếm sống, chứ không phải đến đây để mà làm triển lãm. Năm 1986, đường lối chính sách mới của nhà nước đưa nền kinh tế bao cấp chuyển sang kinh tế thị trường, mở rộng sự giao lưu kinh tế và quan hệ với quốc tế, mở rộng các thành phần kinh tế trong nước, khích lệ mọi tầng lớp nhân dân xây dựng, mở mang, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Buôn bán ở khu phố cổ dần dần được phục hồi, phát triển và sầm uất hơn xưa. Các mặt tiền nhà được cải tạo đổi mới, nhiều nhà xuống cấp bị hỏng đã được xây dựng lại với nhiều kiểu cách. Nhiều đình, đền, chùa được tu sửa. Không khí tâm linh đã trở lại với khu phố cổ. Những kỷ niệm về Hà Nội đối với tôi nó rất là gần gũi. Và tôi thì vốn là người chỉ viết được về những kỷ niệm của mình được. Thì thành ra là nếu như mà có một người nào đấy hỏi là sao viết nhiều về Hà Nội thế mà, thì nó cũng là điều rất là bình thường thôi. Mỗi người đều có một cái quê hương của mình, một cái miền đất nó gắn bó mình. Thì đối với tôi Hà Nội là cái miền đất mà nó gắn bó từ rất nhỏ. Và trong tôi cũng có người hỏi là tại sao Hà Nội của anh nó có một cái gì đấy nó buồn buồn và nó bàng làng xưa cũ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là trong cái ký ức của tôi thì Hà Nội ngày xưa là nó rất là thiêng liêng. Thank you.
hình ảnh của Hà Nội nhưng ngập tràn trong các ca khúc phú quang. Hà Nội của một thời. Trên đường Trần Phú bỗng nhiên một cơn gió đến và tự nhiên là cả cái mặt hè đường nó trở thành một cái thảm lá vàng. Hay trên đường Trần Hưng Đạo ấy, có lúc tôi ngồi quán với nhạc sĩ đang ngồi uống một ly cà phê thì bỗng nhiên một cơn gió xuống và tự nhiên trước mặt mình trở thành cái thảm vàng hết lá xấu. Thì Hà Nội có nhiều điều đó. Mà nếu mà người ta cứ thường hay nhắc những cây bàng như người Hà Nội còn có một cái điều rất là ấn tượng. Nếu bạn là người Hà Nội thì không bao giờ bạn quên những gốc xấu già hết. Những gốc rất là sần sùi nhưng nó rất là gần gũi. Từ tuổi thơ thì đấy là chỗ để bắt cái con ve con cái rồi. Khi lớn lên nó là một chỗ để nhớ về những năm tháng đã qua, để cảm nhận rằng mình đã già rồi. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, thời thơ trẻ của nhạc sĩ Phú Quang đã gắn liền với những đổi thay của một Hà Nội hào hoa, một Hà Nội êm đềm và trong vắt, trong khúc ca đã gắn bó với bao người Hà Nội. Một em ơi Hà Nội phố. Nhưng tôi quay về Hà Nội bởi vì tôi muốn tìm thấy đấy sự bình yên. Quả thật là khi về đến đây thì tôi thấy là cái bình yên ấy. Thấy được cái ấm áp của cái tình người, của nhiều thứ. Khi tôi trở về với Hà Nội tôi nhận ra là mình không hề nhầm lẫn. Còn mình trở về là hoàn toàn đúng. Bởi vì nói thế thôi chứ ở trong cái cảm nhận tinh tế một chút ấy, thì Hà Nội nó vẫn tuyệt vời. Phố cổ Hà Nội có vị trí quan trọng trong lịch sử phát triển của thủ đô, trở thành niềm tự hào, say mê và quan tâm sâu sắc trong lòng nhân dân cả nước. Bởi trong phố cổ Hà Nội đã và đang chứa đựng một hệ thống giá trị di sản lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc to lớn. Ngày 5 tháng 4 năm 2004, Bộ Văn hóa Thông tin đã xếp hạng khu phố cổ danh hiệu di sản lịch sử của quốc gia. Chúng ta nói cái giá trị của Hà Nội cổ ở chỗ nào? Thì có thể nói nó là thời gian đã được hóa thạch. Thời gian thì nó là cái gì trừu tượng. Nhưng những cái gì đã diễn ra trong cái thời gian ấy, dần dần ấy, nó biến thành những cái vật chất đang còn tồn tại như thế. Cho nên là những cái đường của nó, tôi đã có nói là đường phố cổ chính là cái bản đồ Hà Nội xưa đã hóa thạch. Hiện nay thì về mặt vật thể là chủ yếu là các cái công trình kiến trúc, không gian kiến trúc, mạng lưới đường và các cái phần liên quan đến cái giá trị của phố cổ. Còn về phi vật thể thì có rất là nhiều. Thứ nhất là về các cái phố nghề truyền thống. Thứ hai là về phong tục tập quán, về cách sống, cách sinh hoạt của người dân trong phố cổ. Và đấy là một cái giá trị hết sức quan trọng. Khu 36 phố phường xưa nổi tiếng là đất ngàn năm văn vật. Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến. Với nhiều hoạt động sôi nổi cả ngày lẫn đêm. Do vậy, nhìn nhận khu 36 phố phường không chỉ đơn thuần là khía cạnh văn hóa vật thể, mà còn là khía cạnh văn hóa phi vật thể. Đó chính là cái hồn của phố cổ. Di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội phản ánh một cách phong phú, đa dạng và chân thực,
truyền thống sinh hoạt văn hóa của người Hà Nội. Một số loại hình của bộ phận di sản này trong những năm qua đã được sưu tầm, nghiên cứu như làng nghề, phố nghề, sinh hoạt lễ hội, nghề, phong cách sống, ẩm thực. Cái ấn tượng nhất của người ta là cái đường xá và cái lối sống, lối kinh doanh ở hai bên con đường đó. Nó là rất nhỏ, rất hẹp. Thế nhưng mà có người nước ngoài bảo đây chính là một cái siêu thị lớn nhất thế giới. Chỉ cần đọc những tên phố có chữ hàng ở đầu, ta đã khẳng định được phố cổ Hà Nội là khu vực tập trung nhiều nghề thủ công nhất. Những người ở đó có thể là thợ thủ công kiêm thương nhân, vừa sản xuất theo kiểu gia công đặt hàng cho khách, vừa bày bán một số hàng làm sẵn tại cửa hiệu. Những người thợ thủ công ở khắp nơi mang nghề độc đáo của quê hương mình lên Hà Nội làm ăn. Họ lập ra những phố riêng bán sản phẩm của quê hương mình. Họ thành lập và liên kết với nhau trong các phường hội để giúp nhau trong cuộc sống cũng như trong việc giữ gìn nghề tổ. Bắt đầu là cách mạng tháng 8 năm 1945 từ phố Hàng Bừa chuyển ra thành phố Lò Rèn đấy. Là lại rèn giáo mác mi lòng súng kíp, súng tự tạo cho cách mạng đấy. Xong đồng thời đi tham gia tự vệ trong là ra luôn kháng chiến luôn. Hai ông chú tôi thì một ông thương binh, một ông thì là bệnh binh. Sau này hòa bình lập lại mới trở về, còn bố tôi thì được về sớm vì có gia đình. Thế là quay trở lại làm thì lúc giờ trở thành ra liên đoàn rèn, cả phố này là nhà nào cũng là rèn cả, gọi liên đoàn rèn. Giữa những người ở Thăng Long, Hà Nội với những người ở quê luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Khá nhiều những phường nghề ở Hà Nội đã cùng nhau đóng góp xây đình để thờ vọng thành hoàng hay tổ nghề của làng mình. Có thể nói những phường hội như thế đã giúp cho nghề nghiệp ở quê hương cũng như ở Hà Nội phát triển. Đồng thời mọi người gắn kết với nhau, cùng nhau giữ gìn và phát huy lối sống, những phong tục tập quán tốt đẹp của quê hương mình. Khu phố cổ Hà Nội trải qua bao thăng trầm lịch sử vẫn luôn giữ được nét văn hóa riêng độc đáo trong văn hóa, lối sống, kiến trúc và lịch sử, luôn có sức hút thật mạnh mẽ đối với các hoạt động tham quan du lịch, phát triển kinh tế đất nước. Các công tác bảo tồn khu phố cổ Hà Nội đã và đang trở nên cấp bách, đặc biệt khi thủ đô đang tiến tới lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long lịch sử. Hiện nay trong khu phố cổ vẫn còn giữ được các cái giá trị về các cái mạng lưới đường, các cái nhà truyền thống ở đây thì nó cũng bị mai một nhiều, nhưng mà vẫn còn giữ được cái hình thức kiến trúc, các cái thửa đất rất là hẹp và dài. Đấy là một trong những cái đặc trưng về mặt kiến trúc của khu phố cổ. Và ở đây tôi muốn nhấn mạnh đây là một cái khu đô thị di sản. Khu đô thị di sản thì nó cũng khác nhiều so với cả cái công trình kiến trúc nghệ thuật. Công trình kiến trúc nghệ thuật trong đó chứa đựng chủ yếu là phần kiến trúc, phần vật thể của nó. Còn khi mà một khu đô thị di sản thì cái phần cái cách sống trong đó, người dân trong đó và cách sinh hoạt cũng là một cái hết sức quan trọng. Và nếu như chúng ta mà không có cái kế hoạch bảo vệ nó, bảo tồn, tôn tạo và lưu giữ nó thì chắc là
ít năm nữa nó cũng mất. Và như thế tức là nó mất vĩnh viễn cái để chúng ta nhận diện cái giá trị đặc trưng của cái đô thị Thăng Long Hà Nội. Nhưng mà còn cái này nữa, tôi biết rằng là lâu nay ấy, các cái nhà nghiên cứu hoặc là các cái nhà có trách nhiệm với cái quản lý đô thị chưa chú ý đúng mức. Đó là cái hình ảnh cái đô thị Thăng Long Hà Nội còn lại trong lòng đất. Đến với phố Hàng Bạc, phố cổ nhất của Hà Nội, được hình thành vào thế kỷ 18. Nơi đây, những người thợ bạc đã đến cư trú và làm việc vào khoảng từ năm 1460 đến năm 1497. Mặc dù nghề bạc đã trải qua nhiều phen thăng trầm, nhưng cho đến nay, chúng ta vẫn có thể thấy nhiều cửa hàng bán đồ trang sức bằng bạc nằm dọc hai bên phố. Và đặc biệt, không gian sống của người dân phố Hàng Bạc đã và đang được phục dựng và bảo tồn với những nỗ lực không biết mệt mỏi của các ban ngành chức năng, cũng như chính người dân nơi phố cổ. Một không gian nhỏ hẹp của căn nhà ống, nơi có nhà số 51 phố Hàng Bạc, đã được phục dựng với sự đồng thuận của chính những người dân cư trú nơi đây, tạo nên một di tích sống động, phản ánh lối sống, tập quán và thói quen của người dân khu phố cổ Hà Nội. Thói quen rồi ạ, từ trước đến giờ. Tại vì thực sự là nếu mà có thể sống được thoải mái hơn, được rộng rãi hơn thì cũng rất tốt. Thế nhưng mà sống ở một nơi khác nó xa ấy, thì thường là nó không có cái cảm giác là hàng xóm láng giềng ấy. Thì thường người ta cứ đi về đóng cửa nhà nào biết nhà đấy. Còn ở trên phố cổ thì nó có một cái giao lưu, nó thoải mái hơn và nó rộng rãi hơn. Mọi người thì có thể quan tâm đến nhau nhiều hơn. Nhà nước bảo tồn thì bây giờ đang nói rằng là về nhà cổ, cho vào nhà cổ. Thế họ ở đây họ đem họ phá lung tung rồi nữa. Thế bây giờ thì tôi cũng nói với nhà nước rằng là làm thế nào đấu tranh mà lại sửa lại như cũ để vào nhà cổ. Thế chúng tôi cũng không muốn rằng là cái gì nữa. Không ai có thể ngờ giữa chốn thị thành chật hẹp và đông đúc của Hà Nội bây giờ vẫn còn một không gian nhà vườn đẹp đến như thế. Có lẽ những không gian như vậy chỉ còn rất hiếm hoi trong khu phố cổ. Nhưng chính vì thế, vấn đề đặt ra đối với những người có trách nhiệm bảo tồn các giá trị vật thể và phi vật thể của phố cổ càng có nhiều ý nghĩa. Bảo tồn và phục hồi nhưng phải giữ nguyên được giá trị của những gian nhà ống, nhà vườn của khu phố cổ thực sự không dễ dàng. Nhưng có lẽ cũng không phải là không thể, dù trên thực tế đã gặp phải quá nhiều khó khăn. Đó chính là vấn đề lối sống của người dân, ý thức còn chưa cao về những giá trị văn hóa lịch sử đã và đang chứa đựng trong không gian khu phố cổ. Ở nơi nào cuối cùng những quan hệ xã hội nó đã hình thành. Bây giờ đi một nơi nào đó chuyển hẳn đi thì cũng không phải đơn giản. Chúng ta chẳng hạn như hiện nay cứ nói đền bù giải phóng mặt bằng, không cứ trong phố cổ hay nơi nào đó, quên mất một cái yếu tố. Một con người không phải là một, chỉ là một sinh vật kinh tế, mà là một sinh vật xã hội. Nó có những mối quan hệ xã hội. Chẳng hạn như tôi ở làng thì không quan hệ trong làng, họ hàng. Bây giờ tứ tán họ tôi, người thì đông, người Tây, ông sơ tán, ông làm lung tung cả, mất cái quan hệ của tôi. Chúng tôi cũng có rất là nhiều hoạt động và cùng với kết hợp với các cơ quan ban ngành của quận và thành phố để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân. Và đặc biệt để giải quyết vấn đề về mật độ dân số cao, thì hiện nay thì ban quản lý phố cổ cũng đã có một cái bộ phận, một cái phòng hết sức quan trọng, tức là cái phòng
về các cái dự án giãn dân phố cổ. Và tôi phải nhấn mạnh ở đây là giãn dân chứ không phải là di dân. Giãn dân tức là làm giảm bớt cái mật độ dân số trong phố cổ. Và hiện nay thì đã được thành phố tạo điều kiện và có một khu đô thị mới ở bên Việt Hưng, Long Biên để có thể là làm một thành một khu đô thị để giảm bớt cái mật độ dân số trong khu phố cổ ra. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội trở thành địa phương có số lượng di tích lớn nhất cả nước với 5.175 di tích. Trong đó có 59 di tích xếp hạng quốc gia và 658 di tích xếp hạng cấp thành phố. Di tích Hà Nội rất phong phú về loại hình, từ di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật, di tích khảo cổ học, danh lam thắng cảnh, làng cổ, phố cổ, đến các loại hình di tích nhỏ hơn như đình, đền, chùa, quán, miếu, am, phủ, thành. Nhiều di tích từ lâu được bạn bè trong nước và quốc tế biết đến như Cổ Loa, Thành Cổ Hà Nội, Đền Ngọc Sơn và khu phố cổ Hà Nội. Hiện nay thì về các cái công trình mà hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long thì phố cổ có một vinh dự được thực hiện 4 trong 5 công trình mà thành phố giao cho quận Hoàn Kiếm thực hiện. Nhất là công trình về bảo tồn tôn tạo ở đình Kim Ngân. Thứ hai là công trình bảo tồn một cái đoạn phố tạ hiện. Thứ ba là công trình về cải tạo, tôn tạo cái trung tâm thông tin phố cổ 28 Hàng Buồm, đồng thời đây là một cái đình quan đế. Và cái thứ tư là quy hoạch chi tiết khu phố cổ tỷ lệ 1/2000. Và các cái công trình này sẽ hoàn thành trong cái dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Hà Nội. Bên cạnh hệ thống di tích, Hà Nội đang sở hữu một kho tàng văn hóa phi vật thể quý giá, bao gồm hàng trăm lễ hội lớn nhỏ, cùng vô số loại hình nghệ thuật dân gian song hành cùng lịch sử phát triển Thăng Long Hà Nội suốt ngàn năm qua. Công tác bảo tồn và phát huy vốn di sản văn hóa quý giá đang đặt ra những bài toán khó với chính quyền và các cấp quản lý trong bối cảnh thủ đô Hà Nội vừa mở rộng địa giới và đang nỗ lực triển khai các hoạt động chào mừng đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Giữ gìn và bảo tồn những di tích, những giá trị của Thăng Long Hà Nội hôm nay chính là giữ gìn cho muôn đời sau và mãi mãi. Đó là trách nhiệm của mỗi công dân, mỗi người con của Hà Nội với ngàn năm văn hiến.